Xin chào, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Ở video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi xem tình hình tiến độ của dự án cầu Thủ Thiêm 2. Thì hiện tại mình đang bay flycam từ nhà mình qua cầu Thủ Thiêm 2 thì khá xa và mình không thể xuống sát để quay cận cảnh cho quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước màn hình của quý vị và các bạn đó chính là dự án cầu Thủ Thiêm 2 đang được triển khai thi công và xây dựng. Hiện tại thì dự án cầu Thủ Thiêm 2 đã tạm dừng do không có đủ nguyên vật liệu để thi công vì tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh. Phía bên Thủ Thiêm thì các dự án như The Metropole Thủ Thiêm, Empire City Thủ Thiêm cũng đã tạm dừng từ rất lâu. Như quý vị và các bạn có thể thấy trên màn hình thì dự án cầu Thủ Thiêm 2 đã nâng nhịp dầm số 15 cách đây 16 ngày. Tới nay thì nhịp dầm số 16 thì vẫn chưa được vận chuyển về tới thành phố Hồ Chí Minh. Có thể do ảnh hưởng bởi dịch cho nên xà lan vận chuyển nhịp dầm cuối cùng chưa thể về kịp. Từ giờ tới ngày 2 tháng 9 thì chỉ còn khoảng 5 ngày nữa. Không biết thì liệu cầu Thủ Thiêm 2 có kịp hợp long vào ngày 2 tháng 9 năm 2021 hay là không? Vào 7 ngày trước thì các dây văng 51, 52 cũng đã được kéo lên bên phía quận 1. Tại bãi của cầu Thủ Thiêm 2 thì xà lan chở nhịp dầm cuối cùng vẫn chưa được vận chuyển về. Hiện tại thì trên công trường thì quý vị và các bạn có thể thấy thì vắng bóng công nhân, hầu như là không có một bóng công nhân thi công trên công trường. Cầu tháp thì cũng đã tạm dừng. Phía bên Thủ Thiêm thì cũng không thấy bóng dáng công nhân. Tại nhịp dầm số 15 thì quý vị và các bạn có thể thấy thì các ô sàn cũng đã được lắp đặt. Nhưng chưa được đổ bê tông do đơn vị cung cấp bê tông đã tạm dừng từ rất lâu. Điều này thì dẫn đến các hạng mục khác như là trụ chính và nhịp dầm số 15. Cũng như là bên phía quận 1 các nhánh cầu đã thi công sắt xong nhưng không có bê tông để thi công tiếp. Về phần trụ chính thì các bạn có thể thấy thì sau khi kéo các bó cáp dây văng số 49, 50, 51, 52 xong thì phần trụ chính này đã phải tạm dừng. Do không thể có đủ nguyên vật liệu để thi công. Đơn vị cung cấp bê tông để thi công phần trụ chính thì cũng đã tạm dừng từ rất lâu. Cho nên việc đổ bê tông cho phần trụ chính thì đã phải tạm dừng, dẫn đến các hạng mục khác cũng phải tạm dừng theo. Bên phía quận 1 thì các hạng mục để thi công tiếp theo thì cũng đã phải tạm dừng. Riêng nhánh N2 của cầu Thủ Thiêm 2 ở đoạn 3 thì đang được ép tải. Với tình hình hiện tại của dịch Covid-19 thì khó có khả năng cầu Thủ Thiêm 2 sẽ kịp hợp long vào ngày 2 tháng 9 năm 2021. Quý vị và các bạn có thể thấy thì công trường khá vắng vẻ, hầu như là không có công nhân hay là kỹ sư đang thi công. Trước màn hình của quý vị và các bạn đó chính là phần trụ chính. Thì phần trụ chính chỉ còn 3 đốt nữa là sẽ hoàn thành. Và còn 4 sợi cáp dây văng nữa là sẽ xong. Tuy nhiên thì tới nay đã phải tạm dừng do không có đơn vị cung cấp bê tông để thi công tiếp cho phần trụ chính. Hy vọng thì tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ sớm được kiểm soát. Tuy nhiên thì với số ca nhiễm ngày càng tăng và chưa có dấu hiệu giảm, rất có thể thì tình hình dịch này sẽ kéo dài thêm 1, 2 hoặc 3 tháng nữa. Điều này thì ảnh hưởng tới đời sống của người dân cũng như là sự phát triển của thành phố và cả nước.
Hy vọng thì tình hình dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát. Mình sẽ thường xuyên cập nhật về tình hình của dự án cầu Thủ Thiêm 2 cho quý vị và các bạn cùng theo dõi trước ngày 2 tháng 9 năm 2021. Để xem thì còn 5 ngày nữa, nhịp chầm cuối cùng của cầu Thủ Thiêm 2 có kịp về tới thành phố Hồ Chí Minh để hợp long cho cầu Thủ Thiêm 2 hay là không. Hy vọng thì tình hình dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát trên toàn thành phố Hồ Chí Minh cũng như là cả nước, để sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường. Và mình cũng xin chúc tất cả quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe, cùng chung tay với nhà nước đẩy lùi dịch Covid-19 và sớm đem cuộc sống trở lại bình thường. Video cập nhật về tình hình của cầu Thủ Thiêm 2 đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay thì hãy like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và bấm chuông để đón xem những video tiếp theo về đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.